là nhân viên của nhà hàng chia sẻ cùng tập đoàn Đà Lạt Tourist, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ hơn sự mong đợi của khách hàng. Ví dụ như những ngày thời tiết Đà Lạt không được đẹp và lạnh, chúng tôi luôn tư vấn và chia sẻ những điều tốt cho sức khỏe của khách hàng khi đến với nhà hàng chia sẻ và Đà Lạt. Khi khách hàng đến với nhà hàng chia sẻ trong những ngày thời tiết Đà Lạt không được đẹp, thì chúng tôi luôn tư vấn cho khách hàng lựa chọn những các loại thức uống ấm nóng hoặc là các loại nước trái cây có lợi cho sức khỏe của khách hàng, ví dụ như là các loại trà và các loại nước ép trái cây. Đàn em vào những ngày mưa gió và thời tiết xấu thì nhà hàng chúng tôi luôn sẵn sàng đón khách và phục vụ khách tận tình và chu đáo nhất. Nhà hàng chúng tôi sẵn sàng đón khách từ ngoài vào trong để khách không bị ướt và không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Ngoài ra, đối với một số vị khách du lịch khi đến với Đà Lạt và thời tiết không được tốt, chúng tôi vẫn chia sẻ một số địa điểm tham quan du lịch phù hợp với thời tiết không gian Đà Lạt, ví dụ như một số quán cà phê, quán ăn, điểm tham quan du lịch trong nhà và có không gian ấm cúng. Là nhân viên của Đà Lạt Tourist, mỗi nhân viên chúng ta hãy luôn luôn sẵn sàng để phục vụ khách hơn cả sự mong đợi.